Dạ, sớm Mỹ Ngân xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Xưa Mê Công ạ. Mỹ Ngân em hôm nay giao lưu và báo giá với cô chú anh chị mình 18 sản phẩm đồ gỗ và đồ gốm sứ. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em trong clip này nha. Rồi, mã đầu tiên vô hôm nay em giới thiệu cho mình một bộ tranh thờ, bộ tranh Đức Lưu Quang nha cô chú anh chị. Bộ này gỗ lim, chữ nó được thiếp vàng nha cô chú anh chị. Hàng này hàng cũ ha, bên em đã vệ sinh lại cho mình rồi. Chiều dài của cái cuốn thư này em đo được là 1m26. Chiều cao lên là 42. Độ dày nó là 2 phân rưỡi gần 3 phân nha cô chú anh chị. Độ dày nó tầm 3 phân tại vì hàng này người ta đục chạm cũng khá là đẹp ha. Chiều cao của cái cặp liễn này em đo là 1m03 ha. Và chiều rộng của nó là 15, độ dày là hơn 2 phân. Cái cặp liễn là liền khối nha cô chú anh chị. Cái này cũng là hàng liền luôn nha. Cái bộ cuốn thư cũng là hàng liền, có những chi tiết nhỏ nhỏ ở trên đây là người ta ghép ha. Đó. Cái hoa văn này cũng hơi ghép vô nha. Có sao thì em báo cho mình dễ giao lưu. Còn những cái chi tiết này là hàng liền khối người ta đục nghe cô chú anh chị. Đó, những cái hoa văn chi tiết làm cũng rất là sắc sảo ha. Chữ là Đức Lưu Quang, ở phía dưới đây là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh ha, Tự Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đó, cặp liễn này là gỗ lim liền khối nha cô chú anh chị. Hàng này hàng cũ vài chục năm ha, tình trạng sao thì em báo cho mình dễ giao lưu. Đó, mình xem giùm em, đã làm móc gia cố lại cho mình rất là chắc chắn rồi nha. Cái tấm này là liền khối luôn nha cô chú anh chị. Đó, đây là ván liền hết ha. Gia cố cho mình thêm 3 cây đố ha. Rồi, bộ tranh Đức Lưu Quang 3 tấm này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 5.600.000. Mã Z1 nha cô chú anh chị. Mình thích sản phẩm nào chụp hình gửi qua số Zalo của em ha. Rồi, tiếp theo mã số 2. Em giới thiệu cho mình một cặp bình hàng gốm sứ Tàu nha cô chú anh chị. Men gạn vẽ là sơn thủy hữu tình ha. Hàng này hàng Tàu cũ nha, em sưu tầm ở nhà dân về. Đó, tình trạng của nó là lành tích nha. Em đo chiều cao của cái bình là 1m4 nha cô chú anh chị. Và chiều cao luôn cái đế của nó là 1m65. Đường kính của cái mặt ở trên đây em đo chiều ngang qua là 32. Đưa cái thước dây chú Hải ơi. Cái vòng cổ là 60. Vòng bụng là 123. Đó, mình xem giùm em. Hàng men gạn lành tích, vẽ tích là sơn thủy hữu tình. Cặp bình này khá đẹp nha cô chú anh chị. Hàng Tàu cũ ha. Quay vòng tròn tí cho chú Hải. Quay cái bình không được không? À, quay luôn. Rồi. Mặt đối diện nó cũng giống nhau như vậy nha cô chú anh chị. Xung quanh đều vẽ là non núi ha cô chú anh chị. Sơn thủy hữu tình ha, rất là đẹp luôn nha. Không được, không được. Để nữa chụp hình gửi cho cô chú anh chị mình nha. Tại vì nếu mà mình ấy xuống nó bị tức cái mà. Tức cái chú Hải, nó bị tức cái bình á. Tại nó có cái ngắn nó ngay chỗ đó. Rồi, cặp bình này mã số 2Z em giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ có 11.200.000 thôi. Em sẽ tặng cho mình luôn cái cục đế gỗ nha cô chú anh chị. Đế gỗ này là hàng liền khối nha. Đó, cái đó em mới làm lên và tặng cho mình thôi chứ hàng không có sẵn nha cô chú anh chị. Hàng này là hàng làm mới nha. Có sao thì em báo cho mình dễ giao lưu ha. Đó, cặp bình này giao lưu mình 11.200.000 và tặng luôn cái cục đế gỗ. Cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ với em, những mặt hàng bên em giao lưu đều bao phí ship hết cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, mã số Z2.
Đó là Z3. Em giới thiệu cho mình một bộ tranh cặn ốc gỗ gõ, tức là đồng quê nha cô chú anh chị. Hàng cặn ốc rất là đẹp ha. Hàng này hàng cũ nha. Tình trạng của nó là lành lặn liền lạc. Chiều dài phủ bì em đo được là 1m6. Lọt lòng cái miếng dán liền khối ở trong đây là 1m26. Và chiều cao lên là 80. Lọt lòng cái miếng dán chiều cao lên là 46. Độ dày là 4 phân nha cô chú anh chị. Cái tấm tranh liền khối ở trong vân gỗ rất là đẹp và hàng cặn ốc rất là sắc sảo nha cô chú anh chị. Tranh đồng quê mình gọi là tranh cái gì, có tích, có cái tích gọi là sơn thủy hữu tình nha cô chú anh chị. Thiên hạ thái bình chứ, em nói lộn. Đó, mình gọi là thiên hạ thái bình cũng được và mình gọi đồng quê cũng được nha. Đó, được cặn ốc, có cặn khung luôn nha cô chú anh chị. Đó, xung quanh cái khung cũng đều cặn hết cho mình. Rồi em quay mặt sau cho mình xem ha. Rồi nghiêng xuống được rồi. Đó, em đã gia cố móc cho mình ha. Và đã làm thêm keo cho mình để giữ cái khung gỗ nó không có bị co nhót nha cô chú anh chị. Đó, rồi để lên. Rồi nghiêng xuống luôn. Rồi tấm tranh này mã 3Z em giao lưu mình giá là 12 triệu nha. 12 triệu bên em bao phí ship tặng nhà. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì em có một siêu tầm được một cái bàn cô chú anh chị mình. Cái bàn để xích ra tí xíu. Cái bàn nghi nha cô chú anh chị. Đó, bàn nghi gỗ gõ được đục chạm. Rất là đẹp luôn nha. Em đo thông số cho mình xem. Chiều cao là 86. Chiều dài em đo phủ bì là 96. Chiều rộng vô là 43. Bàn gỗ gõ đục chạm hình con rồng nha cô chú anh chị. Ở đây nó có một cái tủ để cho mình để đồ luôn. Cái bàn này rất là đẹp và dày dặn nha. Giao lưu cho cô chú anh chị mình giá cũng khá mềm ha. Tủ này làm rất là sắc sảo và chắc chắn nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667 ha. Cô chú anh chị mình thích sản phẩm nào, chụp hình gửi qua số Zalo đó giùm em nha. Ở đây nó có cái hộc. Đây. Mình có thể để được đồ cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi cái bàn này mã 4Z em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 6.200.000. Bên em bao phí ship toàn quốc cho mình. Đó, nhận hàng được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm cô chú anh chị mình mới thanh toán nha. Rồi tiếp theo mã số 5. Hôm nay em có siêu tầm về được bộ bàn 10 món. Bộ này là gỗ cẩm thị nha cô chú anh chị. Hàng là hàng cũ, bên em siêu tầm ở nhà dân về và quay cho cô chú anh chị mình luôn. Tình trạng của bộ này thì nó cũng có những cái vết gạn chút đỉnh nha cô chú anh chị. À, bộ này là tay 12, một cái ghế nó là hai người ginh đi xa không có nổi nha cô chú anh chị, khá nặng luôn nha. Tay là tay 12, bộ này gồm có là 4 cái ghế đơn giống như vậy ha. Em sẽ đo đại diện cho mình xem một cái trước nha cô chú anh chị. Chiều cao tổng thể của cái ghế này là 1m15. Và chiều rộng phủ bì là 80. Lọt lòng chỗ vị trí mình ngồi là 55. Và chiều cao từ mặt đất lên đây em đo được là 42. Cái đố của cái chân ghế ở đây là 11 phân, em đo vuông nha. Đó, tay là tay 12. Cái gì mà ở trên đây là 11. Gỗ cẩm thị hàng này cũng khá là ưa chuộng nha cô chú anh chị. Đó, những mặt hàng này, những bộ tay 12, tay 15 em siêu tầm về đợt trước và đã giao lưu hết rồi. Bộ này em mới siêu tầm về được ha. Cẩm thị thì vân gỗ rất là đẹp và chất gỗ nó rất là nặng nha cô chú anh chị. Hàng này thì nó có hơi tóc tóc, có những cái vết gạn hơi hơi như cọng tóc nha cô chú anh chị.
Em sưu tầm ở nhà dân sao thì về quay và báo cho cô chú anh chị mình rất là rõ ở trên clip ha. Đó, những mặt hàng sưu tầm này thì có sao nói vậy, dễ giao lưu. Bộ này thì bên em chưa có làm mới lại, cô chú anh chị mình mua và có nhu cầu làm mới thì bên em vẫn bao làm mới và bao vận chuyển tới nhà cho mình nha. Để đi, để đi. Rồi bộ này nó có 4 cái ghế ha, em đo cho mình xem đại diện một cái. Rồi bộ này nó có 4 cái đôn, 2 cái đôn kẹp và 2 cái đôn để đầu bàn nha cô chú anh chị. Giờ em đo cho mình xem đại diện nha. Cái đường kính mặt đôn là 50, chiều dài, chiều rộng là 40. Và chiều cao lên là 54 nha. Cái đố của chân đôn là 10 phân. Đôn này nó có học tủ nha cô chú anh chị, mặt bộm chân móng. Hàng được cặn ốc gơi gơi ha, rất là đẹp luôn. Đây, có cái học tủ. Không kinh nổi. Bộ này thì chắc gỗ rất là nặng nha cô chú anh chị. Bộ này thì em không có thể nào di chuyển nổi, rất là nặng luôn. Rồi em qua đo cho mình xem cái đôn lớn nha. Đường kính mặt đôn là 50 vuông nha cô chú anh chị. Đôn lớn là 50 vuông. Và chiều cao lên là 55. Cái đố của chân đôn là 10 phân nha. Được cẳng hoa hồng. Hàng này thì dài chục năm rồi. Tình trạng của nó thì nó cũng có hơi tóc găng găng nhẹ nha cô chú anh chị. Mà những cái đó thì không thành vấn đề đâu. Bên em xử lý lại là hết nha. Tại vì cái này người ta xài sao thì về em quay cho mình vậy luôn, chưa qua xử lý. Đó, khi cô chú anh chị mình giao lưu thì bên em làm mới xử lý lại cho mình thì nó cũng sẽ không thấy ha. Đó, bộ này nó có hai cái đôn bằng nhau, 4 cái đôn bằng nhau nha cô chú anh chị. Rồi em qua đo cho mình xem cái bàn, đứng không có được. Chiều dài phủ bì của bàn là 1m45 nha cô chú anh chị. Chiều rộng của bàn là 75. Và chiều cao lên em đo được là 54. Cái đố của chân bàn là 11 phân. Em đo vuông ha. Đó, được cẩn ốc dây hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thì hàng này người ta xài hồi xưa, người ta để cái màu này nó hơi sáng. Cô chú anh chị mình giao lưu và muốn cho cái màu sậm xuống thì bên em làm theo ý muốn của cô chú anh chị mình nha. Đó, theo sở thích của mình. Cái bộ bàn này mà lên cái màu nâu sậm xuống tí là rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nhìn rất là sang luôn. Do cái này hồi xưa người ta xài hay có cái màu đỏ đỏ như vậy ha. Đó. Màu này cũng là màu văn gỗ của nó tự nhiên như vậy ha. Rồi. Đó, cái bàn cũng khá là lớn nha cô chú anh chị. Rồi em qua đo cho mình xem cái băng dài. Bộ này lớn quá mà ở chỗ em thì cái vị trí nó hơi nhỏ ha. Đó, đặt nó không có được đẹp. Thì cô chú anh chị mình đem về cái không gian của mình để rất là đẹp nha. Chiều dài phủ bì của cái băng này là ra tới 2m04 nha cô chú anh chị. Lọt lòng là 1m82. Lọt lòng chỗ vị trí mình ngồi em đo là 56 nha, 55. Rất là rộng rãi thoải mái nha.
cái tay cầm là 11 phân. Và chiều cao em đo được là 1m16 chiều cao phủ bì nha. Bộ bàn này gồm có là 10 món tay là tay 12, có tình trạng hơi găng như cọng tóc nha cô chú anh chị. Gỗ là gỗ cẩm thị. Hàng này dài chục năm rồi, từ 50 năm trở lên nha cô chú anh chị. Đó, rất là già tuổi rồi ha, cho nên thời gian người ta xài nó cũng có hơi găng găng như cọng tóc, thì khi giao lưu em cũng sẽ làm lại cho mình hết nha. Đó, số điện thoại giao lưu của em là 0968877667 ha. Cái mặt bàn này là ghép hai tấm nha cô chú anh chị. Ủa cái mặt ghế chứ, cái mặt ghế này là ghép hai tấm nha. Bộ bàn rất là nặng nha cô chú anh chị. Rồi để đại đi quay mặt sau. Số điện thoại em có ghi ở dưới góc màn hình nha cô chú anh chị, mình thích sản phẩm nào mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đó giùm em. Đó. Rồi bộ bàn cẩm thị 10 món tay 12. Hàng này hàng cũ dài chục năm nha cô chú anh chị. Đó, miễn ăn em giao lưu bộ bàn này với giá là 54 triệu. 54 triệu bên em bao phí ship toàn quốc và bao làm mới lại cho cô chú anh chị mình. Đó, bộ bàn này ship đi xa phí rất là cao nha cô chú anh chị. Đó. Một cái ghế như vậy là hai người ginh đi xa không có nổi. Tình trạng của nó rất là nặng nha cô chú anh chị. Đó, bộ này em giao lưu mình giá hoàn thiện hết toàn bộ, bao phí ship tặng nhà cho mình giá chỉ có 54 triệu thôi. Cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ số điện thoại của em là 0968 877 667 ha. Bộ vàng rất đẹp nha cô chú anh chị, hàng này hiếm khi có nha. Rồi mã Z6, em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái hũ đựng trà gỗ cẩm lai, hàng này hàng cũ nha. Dòng bụng của nó em đo được là 45 và chiều cao lên nó là 20. Đây ở phía trong đây cô chú anh chị. Đường kính miệng lọt lòng là 12. Rất là đẹp, văn gỗ rất là đẹp nha. Rồi mã Z6 này em giao lưu mình cái hũ trà gỗ cẩm giá là 2.500.000. Rồi tiếp theo em có siêu tầm về được một cái dĩa gỗ gõ, hàng này cẳng ốc tích là đồng quê. Cái dĩa này là hàng nguyên khối, người ta đục chạm, ủa người ta cẳng lên nha cô chú anh chị, tích là đồng quê. Cái dĩa này rất là nặng nha. Chiều cao phủ bì là 49. Lọt lòng cái đường kính của cái dĩa này em đo là 42 nha. Hàng này hàng đẹp nên giá tiền nó hơi cao hơn những cái dĩa em đã từng quay trước nha cô chú anh chị. Đó, làm nó sắc sảo và màu ốc nó cũng sáng đẹp hơn nha. Rồi mã Z7 này em giao lưu mình cái dĩa đồng quê luôn, cái kê dĩa bằng gỗ này giá là 3.300.000. Rồi tiếp theo em có cái khay trà gỗ gõ. Đó, hàng liền khối, người ta đục chạm song long nha. Chiều dài phủ bì là 54 và chiều rộng của nó là 33, độ dày là hơn 2 phân. Gần 3 phân nha, độ dày đó cô chú anh chị mình.
Rồi mã Z8 này em giao lưu mình giá là 2.200.000. Rồi Z9 em giới thiệu cho mình một cái khay trà gỗ cẩm lai, hàng cẩm ốc, hàng này dài chục năm nha, gỗ cẩm lai văn gỗ rất là đẹp luôn. Đó, được cẩn tích xung quanh của nó là tam quốc nha cô chú anh chị. Chiều dài phủ bì là 39 lọt lòng. Chiều rộng của nó là 24 nha. Và chiều cao lên là 14. Rồi cái khay trà gỗ cẩm lai này em giao lưu mình giá là 3.200.000, khay lớn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em có cái bàn cờ. Bàn cờ là gỗ gỗ hương. Còn cái quân cờ là gỗ chắc. Quân cờ là gỗ chắc liền khối nha cô chú anh chị, nguyên khối người ta đục chạm lên. Đường kính cái quân cờ em đo được là 4 phân và độ dày là 2 phân. Đó, xung hai bên đây nó có hai cái hộc để cho mình để con cờ vô. Đó, cái bàn cờ là gỗ hương, để em đo chiều dài của cái bàn cờ là 55. Và chiều rộng của cái cờ bàn cờ này là 50. Cái độ cao lên của nó là 6 phân. Em giao lưu mình bộ cờ này giá rất là mềm luôn. Thanh lý cho mình giá 2.600.000 nha. Mã này là mã Z10 nha cô chú anh chị. Rồi. Số điện thoại giao lưu của em là 0968877667. Mọi chi tiết cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp qua số đó giùm em. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái ống điếu. Ống điếu này bằng đồng nha cô chú anh chị, đồng cũ, cái này hàng trưng bày thôi chứ không có xài được nha. Đó, em siêu tầm và thấy đẹp, siêu tầm về giao lưu với cô chú anh chị mình. Chiều dài phủ bì là 42. Chiều cao lên chỗ này, vị trí này là 10. Cái vòng tròn của nó là 10 nha cô chú anh chị, đo hoàn hảo cho mình dễ hình dung thôi. Đó thì em giao lưu mình cái điếu này với giá là 1.600.000. Đó, chất liệu bằng đồng cũ nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái song trầm. Đó, song trầm hàng đồng cũ nha cô chú anh chị. Cái này mình có thể xây nè. Đó. Dính liền. Ủa, cái này là ở trong này nó có cái này mình bỏ trầm vô đây. Cái này ở trong này nó có cái viên đạn để cho mình xây á. Phải không ta? Ờ. Đúng rồi. Để nó bị chịch kìa. Ở trên đây, đó. Em đo chiều cao là 19. Cái dòng bụng em đo hảo hảo cho mình xem là 37 nha. Rồi cái song trầm này em giao lưu mình với giá là 1.600.000, hàng đồng cũ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, mình để vô mình xây được ha. Đây, ở dưới chôn đây. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một bộ trà, hàng này hàng Tàu nha cô chú anh chị, gốm rất là trong và đẹp nha. Đó, dưới chôn có mộc ha. Bộ trà này thì luôn 6 cái ly, một cái bình trà và luôn cái khay này. Đó, rất là tiện lợi cho mình nha. Chiều cao của cái ly là em đo là 7 phân, cái đường kính miệng lọt lòng là 6 ha. Và độ dài là 15 và chiều cao lên của cái bình này là 13. Đây, hàng này thì chưa qua sử dụng nha cô chú anh chị, có sao em báo cho mình dễ giao lưu. Đó, lọt lòng cái bình trà này là 8 phân. Ở trong đây nó có cái đồ để cho mình lọc trà, lược trà luôn. Đó, nó không có gớt cái bã trà ra ha. Rồi em đo cho mình xem cái gì á, cái này tích sơn thủy nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Đó, tích đồng quê chứ, tích đồng quê có mộc luôn. Đó, tích đồng quê rất là đẹp. Đường kính của cái khay này là 30, cũng khá là lớn nha cô chú anh chị. Đây, đó, mình để này nó lọc nước, nó không bị rớt nước ra ngoài, rất là vệ sinh sạch sẽ ha. Rồi cái này em giao lưu mình mã số 13 với giá là 2.200.000, bên em bao phí ship toàn quốc, ở xung quanh đây đều có vẻ tích hết rất là sang nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái dĩa trưng bày, đó tích là tam quốc nha cô chú anh chị. Chiều cao lên là 40, ủa đường kính là 40 mà em đo luôn cái kê dĩa là 41.
Hàng này hàng Tàu ha. Ở đây nó có mấy cái chữ nè, 6 cái chữ nha cô chú anh chị. Rồi mã 14Z này em giao lưu mình với giá là 1.400.000. Luôn cái kê dĩa nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em có cặp bình hàng của Tàu rất là đẹp luôn ha. Men rất là đẹp và tình trạng của nó lành lặn liền lạc nha. Đó, cái bình này cốt rất là nặng nha cô chú anh chị. Cặp bình này cốt nặng. Chiều cao là 59. Đường kính miệng em đo lọt lòng là 20. Dòng bụng của nó là 80. Cặp bình này khá đẹp cô chú anh chị mình. Hàng toàn bộ là vẽ tay nha, em bao cho mình chuẩn hàng nha. Rồi cặp bình này mã số 15Z em giao lưu mình với giá là 4.500.000 thôi. Rồi tiếp theo em có cái bình củ tỏi chu đậu đắp nổi, đắp hình con rồng nha cô chú anh chị. Cái bình này em thanh lý giá tốt nha. Chiều cao là 57, đường kính miệng em đo được là 18, dòng cổ là 30, dòng bụng của nó là 98 nha. Mã H16 này em giao lưu mình thanh lý giá là 1.600.000. Cái bình này ship đi xa là cũng gần 200.000, trăm mấy tiền phí là nghe cô chú anh chị, khá nặng nha. Đó, con rồng đắp nổi, hàng này lành lặn liền lạc nha. Đó, cô chú anh chị mình chốt được cái nào thì liên hệ số điện thoại của em có ghi ở dưới góc màn hình ha. Rồi tiếp theo cái bình này cũng thanh lý luôn cô chú anh chị mình. Đó, thanh lý cho cô chú anh chị mình nha. Đó, hàng này thì vẽ tay hoàn toàn 100%, nhưng nó có do nó lỗi lò đây cô chú anh chị mình. Cái vết này là vết lỗi lò nha. Đó, tình trạng của nó đó, em báo cho mình dễ giao lưu ha. Cái bình này em thanh lý cho mình, về mình trưng bày cũng khá là đẹp ha. Chiều cao là 58, đường kính miệng là 10, cái dòng bụng chỗ bự nhất của nó là 108. Cái bình này em giao lưu thanh lý mình chỉ có 1.000.000 thôi. Tiền ship nếu mà đi xa thì cái bình này cỡ 200.000 rồi nha cô chú anh chị. Tiền nó khá là nặng luôn. Đó, em báo trước là cái dòng bụng của nó là có cái vết như vậy ha, do người ta lỗi lò thôi. Đó, chứ còn xung quanh là không có bị nứt hay bị gạn tóc chỗ nào nha. Rồi chỉ có 1.000.000 thôi cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo mã 18Z em giới thiệu cho mình một cái tam sơn gỗ gõ hàng cặn ốc. Hàng này hàng cũ nha. Chiều dài phủ bì là 60, chiều rộng vô là 17 và chiều cao ở chỗ cao nhất của nó là 21. Này để nó không có cân bằng được là do cái bàn quay của em nó nhỏ cô chú anh chị mình. Đó, được cặn ốc là song long ha. Cái này em giao lưu mình giá khá mềm luôn, 1.600.000 thanh lý cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã này là mã số 18, em giao lưu thanh lý mình giá là 1.800.000, cũng là mã cuối clip. Miễn ăn em chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video và em xin chào và hẹn gặp lại.